thế năm nay con xếp cái xe siêu dài hả? À, đủ khác rồi, chấp phát đây. Giờ chở khác đi đâu? Đi sở thú bảo không? Thú giờ chở vô sở thú đúng rồi. Rồi tới tiếp đi con. Rồi tới nơi rồi, rồi. Rồi bây giờ sẽ cắt xuống hả? Đúng rồi, cắt xuống xếp hàng ngay ngắn lại. Xếp ở đâu? Xếp ngay đầu này nè, cho cắt xếp hàng đây. Ừ. Đây một rồi. Con, hai con, rồi ba con, bốn con. Tài xế kìa, tài xế, cho tài xế xuống. Thôi tài xế đi về luôn nè. À rồi, quay về đi. Rồi, quay đầu lại không? Ừ, đi ra lại thôi. Rồi, cho khách khác lên đi, tuyến nữa đi. Đứng lên, sáng cái quần lên. Ok. Cho vô giữa. Cho vô chỗ dài nhá, là giữa giữa xe ai chắc được đấy. Ừ. Để con thích lựa khăn nào lựa. Đủ khách thì xuất phát. Rồi, xuất vé này. Xin lỗi nha. Rồi, sắp tới bến rồi. Đấy chưa? Tới tí nữa đi. Rồi, cho khách xuống đi. Rồi đón lượt khách thứ ba đây. Cái là gì? Một quý khách dưa hấu. Quý khách dưa hấu lên xe bèo luôn. Thôi anh con phát hiện ra một quý khách lòng. Một quý khách lòng. Lòng luôn.
Ok. Ừ. Đầy chưa à? Rồi, xuất phát. Tới nữa đây. Rồi. Rồi, cho xe về đây. Cảm ơn các bạn xem video. Các bạn hãy đăng ký cùng TV nhé. Hẹn gặp lại các bạn.